Cô thân mến chào đón các con đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, tiếp tục bài giảng cây gạo. Cô trò chúng mình sẽ thực hành tiếng Việt, phần luyện từ và câu. Các con luyện từ và câu với hai nội dung: biện pháp tu từ, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Đầu tiên, cùng ôn tập về biện pháp tu từ so sánh cô có đoạn văn như thế này các con đọc đoạn văn rồi trả lời những câu hỏi với cô nhé đoạn văn như sau từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh đọc kỹ đoạn văn này con thấy những sự vật nào được so sánh với nhau Đúng rồi, những sự vật được so sánh với nhau có trong đoạn văn chính là cây gạo được so sánh với tháp đèn, bông hoa được so sánh với ngọn lửa, búp nõn thì được so sánh với ánh nến. Từ đây, các con sẽ ghi lại kết quả của những sự vật so sánh này. Cô có, có một bảng gồm có 3 cột dọc. Sự vật 1, từ so sánh và sự vật 2. Trước hết, cây gạo được so sánh với tháp đền. con thấy sự vật một là cây gạo. từ so sánh là từ như như chúng mình có thể nhìn thấy trên câu văn. sự vật hai chính là tháp đền khổng lồ. tương tự hãy ghi thêm hai hình ảnh so sánh còn lại vào bảng này nhé. hình ảnh so sánh thứ hai chúng ta có sự vật một là hàng ngàn bông hoa. từ so sánh từ là. Sự vật thứ hai chính là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Câu văn có hình ảnh so sánh, hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Cuối cùng, hình ảnh so sánh thứ ba, hàng ngàn búp nõn được so sánh với hàng ngàn ánh nến trong xanh. Từ so sánh là từ là. Nhìn lại một lần nữa các sự vật được so sánh với nhau, còn xác định các sự vật này được so sánh với nhau ở đặc điểm gì? Chúng ta thấy cây gạo và tháp đèn được so sánh với nhau về hình dạng. Bông hoa và ngọn lửa so sánh với nhau về màu sắc, cùng là màu đỏ, rực rỡ. Cuối cùng, búp nón và ánh nến so sánh với nhau cả về màu sắc lẫn hình dạng như vậy chúng ta xác định được những câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh trong đoạn văn này vậy theo con câu văn chứa hình ảnh so sánh có gì hay đúng rồi câu văn chứa hình ảnh so sánh sẽ đem tới một sự nhận thức mới mẻ về sự vật giúp cho sự vật cụ thể hơn sinh động hơn giàu sức gợi hình gợi cảm hơn đây chính là tác dụng của biện pháp so sánh các con nhé. Tiếp tục cùng ôn luyện thực hành bài tập về biện pháp so sánh. Cô có 4 cặp hình ảnh. Con hãy quan sát những bức tranh, những hình ảnh này và tìm những sự vật có điểm giống nhau, có thể giống nhau về hình dạng, về màu sắc. Sau đó, đặt các câu so sánh các sự vật đó với nhau. Ví dụ các con quan sát bức tranh con mèo và hòn bi ve. Xem mắt con mèo và hòn bi ve có điểm gì giống nhau? Chúng ta thấy rằng mắt con mèo và hòn bi ve đều màu xanh, đều hình tròn. Như thế, chúng mình có thể đặt được câu văn so sánh các sự vật này. Đó chính là mắt mèo tròn như hòn bi ve. Câu văn có hai sự vật được so sánh mắt mèo được so sánh với hòn bi ve. Có đặc điểm so sánh là tròn và từ so sánh chính là từ như. Ở những cặp hình ảnh khác, chúng ta cũng có thể thấy những điểm giống nhau. Những sự vật có điểm giống nhau về hình dạng, về màu sắc. Trăng tròn thì có màu vàng giống như quả bưởi. Vậy, con hãy đặt câu so sánh với hai sự vật này nhé. con có thể có được câu văn trăng tròn như quả bưởi tiếp tục so sánh hai sự vật các con thấy hoa màu gà có hình dạng và màu sắc giống màu của con gà thế thì chúng mình có thể đặt câu so sánh đó chính là hoa màu gà đỏ giống như màu của chú gà cuối cùng cặp hình ảnh tiếp theo các con thấy hình ảnh của nấm và hình ảnh của chiếc ô hai sự vật này có điểm giống nhau nấm có hình dạng giống như chiếc ô hãy đặt câu so sánh hai sự vật này giúp cô còn hoàn thành được câu văn cây nấm trông như chiếc ô một lần nữa chúng mình có thể nhìn lại những câu so sánh dựa vào các hình ảnh sau khi ôn tập về biện pháp so sánh, chúng ta sẽ đến với nội dung hỏi và đáp câu hỏi ở đâu. Các con cùng bạn hỏi đáp về địa điểm diễn ra các sự việc trong đoạn văn như sau. Lắng nghe cô đọc đoạn văn nhé. Trên vòng cây, lũ chim sẻ đang trò chuyện ríu rít. Dưới đất, đám lá khô cuống cuồng chạy và vào nhau sột soạt. Trước hiên nhà, tấm mảnh che đung đưa, lách cách trong nhà em bé chợt giật mình tỉnh giấc suýt im nào ngọn gió thầm nhắc và bỗng dưng tất cả dừng lại thật ngọc minh cô lấy cho các con một ví dụ để hỏi đáp về địa điểm diễn ra các sự việc trong đoạn văn này ví dụ hỏi lũ chim sẻ đang trò chuyện ở đâu thì trả lời lũ chim sẻ đang trò chuyện trên vòm cây như thế khi đặt câu hỏi ở đâu chúng ta thấy câu hỏi có chứa từ ở đâu từ ở đâu này có thể xuất hiện ở đầu hay ở cuối câu hỏi trả lời câu hỏi này chính là trả lời được vị trí của sự vật được nhắc đến trong câu hỏi trong câu trả lời còn phải có từ chỉ địa điểm dựa vào ví dụ này các con thực hành hỏi đáp về địa điểm diễn ra sự việc của đám lá khô nhé chúng ta hỏi ở đâu đám lá khô đang cuống cuồng chạy và vào nhau sột soạt và đáp được dưới đất đám lá khô đang cuống cuồng chạy và vào nhau sột soạt tương tự như vậy hỏi về địa điểm diễn ra sự việc của tấm mảnh tre chúng ta sẽ thấy câu hỏi là tấm mảnh tre đung đưa lách cách ở đâu câu trả lời tấm mảnh tre đung đưa lách cách ở trước hiên nhà Cuối cùng, để hỏi về địa điểm diễn ra sự việc của em bé, nếu cô hỏi, em bé trượt giật mình tỉnh giấc ở đâu? Con sẽ trả lời thế nào? Đúng rồi, chúng ta có đáp án, trong nhà em bé trượt giật mình tỉnh giấc. Như vậy, các con nhớ nhé, khi hỏi địa điểm diễn ra sự việc, chúng ta phải sử dụng cụm từ ở đâu. Có thể được đặt ở đầu hoặc là cuối câu khi trả lời câu hỏi ở đâu chúng ta phải sử dụng từ ngữ chỉ địa điểm như thế trong phần luyện từ và câu này các con được ôn tập về biện pháp so sánh cùng thực hành hỏi và đáp câu hỏi ở đâu video bài giảng đến đây là kết thúc cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm vn nhé